Một đêm sôi động của làng Túc Cầu đã trôi qua. Tâm điểm là hai trận cầu tiếp theo từ vòng knockout Champions League. Kết quả của những đại chiến đó cùng nhiều cập nhật hấp dẫn khác sẽ lần lượt có mặt trong bản tin ngày 21 tháng 2. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh bình luận viên Anh Quân Điều và chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Manchester United khó bạo chi ở phiên chợ hè. Man City đánh bại Brentford. Lộ diện thời điểm Real Madrid công bố Mbappe. Đụng độ Brentford trên sân nhà Etihad ở trận đá bù vòng 18 EPL và Man City đã tỏ ra hoàn toàn lấn lướt trong hiệp 1. Cụ thể, The Citizen cầm bóng 69% và tung ra 17 cú sút trong 45 phút đầu tiên. Tuy vậy, sự vô duyên của các ngôi sao đã khiến hai đội phải bước vào giờ nghỉ cùng tỷ số hòa không đều. Mọi chuyện chỉ thay đổi ở phút 71 khi Erling Haaland lên tiếng để đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của cuộc đấu và điều này đồng nghĩa với chiến thắng tối thiểu nghiêng về phía thầy trò Pep Guardiola. Kết quả tích cực trên giúp The Citizen đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với một điểm ít hơn ngôi đầu của Liverpool. Là một trong những cuộc đại chiến được mong chờ nhất vòng knockout Champions League và Inter Milan của Atletico Madrid đã cống hiến cho khán giả 90 phút cực kỳ căng thẳng. Cụ thể, hai bên cầm bóng gần như tương đương trong hiệp 1. Nhưng đội chủ nhà Nesasori tung ra được nhiều cú sút hơn. Thế nhưng không pha dứt điểm nào tạo ra bàn mở tỷ số nửa đầu đại chiến, nên không đều là kết quả của 45 phút đầu tiên. Thời gian sau đó vẫn diễn ra đầy kịch tính và rồi Inter Milan đã vượt lên dẫn trước sau pha lập công của Marco Arnautovic. Ở chiều đối diện, Atletico Madrid bất lực với nhiệm vụ gỡ hòa nên đành chịu thất bại cùng tỷ số tối thiểu. Kết quả trên làm tăng thêm sự căng thẳng cho cuộc tái đấu của hai đội trên đất Tây Ban Nha. Phải đến làm khách trên sân của PSV trong trận cầu đêm qua, nhưng Dortmund mới là bên mở được tỷ số. Cụ thể, Donjan Malen là ngôi sao đưa đại diện nước Đức vượt lên ở phút 24. Ở chiều đối diện, đội chủ nhà không thể gỡ hòa trong hiệp 1 nên đành bước vào giờ nghỉ với bất lợi về mặt kết quả. Kịch tính sau đó được đẩy lên rất cao khi lúc De Jong lên tiếng để giúp PSV đưa cuộc đấu về lại thế cân bằng trong hiệp 2. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của cuộc đấu và một đều là kết quả khi trận lượt đi khép lại. Do vậy, cơ hội đi tiếp vẫn chưa đều cho hai đội trước trận lượt về trên sân nhà của Dortmund. Sir Jim Ratcliffe đã tạo ra hàng loạt dấu ấn tích cực ở Manchester United và nhiều fan đang mong chờ vị tỷ phú xứ sương mù sẽ bạo chi vào phiên chợ hè để tăng cường sự cạnh tranh cho Quỷ Đỏ mùa giải tới. Thế nhưng truyền thông vừa phủ nhận kịch bản trên cùng lý lẽ tương đối thuyết phục. Theo đó, ngân sách mua người của đội chủ sân Old Trafford sẽ được tính toán chặt chẽ và chịu sự hạn chế khá lớn do những lo ngại về luật công bằng tài chính. Thậm chí mọi chuyện còn đảm đạm hơn nếu thầy trò Erik Ten Hag không đủ điều kiện tham dự Champions League và mất đi một nguồn thu lớn. Do vậy, các fan Quỷ Đỏ nên điều chỉnh kỳ vọng một cách hợp lý để phiên chợ hè đầu tiên từ khi Sir Jim Ratcliffe xuất hiện ở nhà hát của những giấc mơ. Vào đêm nay thì Liverpool sẽ đụng độ Luton Town ở giải Ngoại hạng Anh trong bối cảnh cần chiến thắng để khẳng định vị thế tại cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, The Kop đang phải đón nhận cơn bão chấn thương khi huấn luyện viên Jurgen Klopp vừa tiết lộ Diogo Jota sẽ ngồi ngoài hơn một tháng do vấn đề ở đầu gối. Không chỉ vậy, thủ môn Alisson cũng đang chấn thương cơ, còn khả năng ra sân của Cody Jones cũng đã được loại trừ. Chưa dừng lại ở đó, Chenardo cùng Soboslai vẫn vắng mặt trong các buổi tập và chưa rõ ngày tái xuất. Quả thật là những thông tin gây ra sự lo lắng cho các fan lữ đoàn đỏ khi chỉ còn vài ngày nữa là họ phải chạm trán với Chelsea ở chung kết cúp liên đoàn. Dù nhận đồn đoán rất nhiều trên truyền thông nhưng khả năng cao Real Madrid sẽ không sớm công bố việc chiêu mộ thành công Kylian Mbappe. Nguyên nhân là do kênh kênh trắng phải đợi đến khi kịch bản không thể gặp Paris Saint-Germain ở Champions League xảy ra thì mới xác nhận sắp có sự phục vụ từ thủ quân tuyển Pháp. Bên cạnh đó, giới truyền thông còn đang nghiêng về giả thuyết Mbappe sẽ nhận 15 triệu euro mỗi mùa từ Los Blancos cộng thêm 150 triệu euro tiền thưởng được trả trong vòng 5 năm của bàn giao kèo. Đây là con số khổng lồ cho thấy tầm vóc của chân sút xứ lục lăng và làm tăng thêm sức nóng của thương vụ được chờ đợi nhất của làng Túc Cầu. Ngay trước cuộc đụng độ với FC Porto ở Champions League thì Arsenal đã nhận tín hiệu vui về mặt lực lượng. Cụ thể, tiền vệ Thomas Partey đã trở lại tập luyện và hoàn thành trọn vẹn giao án từ ban huấn luyện. Đây là cập nhật đầy tích cực với huấn luyện viên Mikel Arteta khi pháo thủ đang cạnh tranh quyết liệt cho cuộc đua vô địch tại giải Ngoại hạng Anh.
Dù chưa thể làm rõ việc ai sẽ là huấn luyện viên trưởng mới của đội bóng, nhưng Liverpool vẫn sớm khoanh vùng một số mục tiêu cho phiên chợ hè. Cụ thể, Mark Guehi đang là cái tên nhận đồn đoán với The Kop và giám đốc thể thao mới của Lữ đoàn Đỏ sẽ là người quyết định xem họ có tiếp tục theo đuổi ngôi sao xứ sương mù hay không. Tuy nhiên, đây là thương vụ không dễ để Liverpool hoàn thành khi Man United được đồn đoán sẽ sớm nhập cuộc để tạo ra sự cạnh tranh với đội chủ sân Anfield. Như một động thái tăng cường sức mạnh cho hàng công thì Arsenal đã cân nhắc việc chiêu mộ tiền đạo Ollie Watkins của Aston Villa. Được biết, chân sút 28 tuổi đang gây ấn tượng ở mùa này khi đã có 13 bàn cùng 10 kiến tạo sau 25 trận ở giải Ngoại hạng Anh. Rõ ràng đây là thông số đủ ấn tượng để huấn luyện viên Mikel Arteta quan tâm đến cầu thủ người Anh. Tuy vậy, chưa chắc Aston Villa đã cởi mở với việc bán đi trụ cột của mình hay pháo thủ là ông lớn duy nhất góp mặt ở thương vụ vừa nêu. Luka Modric sẽ đứng trước khá nhiều ngã rẽ trong phiên chợ hè và giải nghệ hoàn toàn có thể là lựa chọn của lão tướng người Croatia. Nếu kịch bản trên thực sự xảy ra, trụ cột cây kèn trắng sẽ có cơ hội tiếp tục gắn bó với Los Blancos theo cách đặc biệt. Nguyên nhân là do ông thầy Carlo Ancelotti vừa đề nghị cầu trò gia nhập ban huấn luyện của mình nếu như treo giày sau đây vài tháng. Quả thật là một viễn cảnh thú vị và không ít fan kèn kèn trắng muốn thấy Modric tiếp tục ở lại Bernabeu nhưng với một cương vị mới. Hansi Flick là cái tên được đồn đoán rất nhiều với chiếc ghế huấn luyện viên trưởng tại Barcelona. Với kinh nghiệm từng làm việc với ông thầy người Đức thì ngôi sao Ilkay Gundogan đã đưa ra quan điểm cùng tuyên bố. Tất cả những gì tôi có thể nói rằng Hansi Flick không chỉ là con người tuyệt vời mà còn là một huấn luyện viên rất tốt. Ông ấy đến đội tuyển quốc gia trong một hoàn cảnh rất khó khăn nhưng luôn trung thực và tôi rất tôn trọng Flick. Jeremy Frimpong đang có một mùa giải rất tốt khi chơi dưới quyền chỉ đạo của huấn luyện viên Xabi Alonso. Thậm chí đã xuất hiện tin đồn về việc cầu thủ vừa nêu có thể cùng ông thầy xin đỡ bỏ cập bến Liverpool vào mùa hè. Điều đặc biệt là Jeremy Frimpong đã không phủ nhận mà bỏ ngỏ mọi khả năng bằng tuyên bố. Liverpool là câu lạc bộ tuyệt vời và có lịch sử, điều đó thật tuyệt và đâu ai biết được tương lai sẽ ra sao. Dù đã rời Barcelona được một thời gian nhưng Lionel Messi vẫn dành trọn tình yêu với tập thể xứ đấu bỏ. Minh chứng gần nhất cho luận điểm trên đến ở việc El Puga vừa gửi danh hiệu quả bóng vàng thứ 8 của mình đến bảo tàng ông lớn xứ Catalan để trưng bày. Dẫu cho nhà vô địch thế giới 2022 không giành được chiến tích trên cùng đội chủ sân Camp Nou, nhưng ngôi sao người Nam Mỹ vẫn muốn đảm bảo cả 8 danh hiệu quả bóng vàng của mình đều xuất hiện tại Barcelona. Sự xuất hiện của Kylian Mbappe ở Real Madrid nếu xảy ra sẽ đem đến những ảnh hưởng về tài chính cũng như chuyên môn đến kèn kèn trắng. Thế nhưng quan điểm của Los Blancos là tương đối rõ ràng khi họ không muốn chia tay bất kỳ ngôi sao trẻ nào trong đội vì sự có mặt của tiền đạo người Pháp. Thậm chí bộ đôi Vinicius cùng Rodrigo còn được cho là nằm trong danh sách không thể chạm tới. Do vậy, huấn luyện viên Carlo Ancelotti sẽ nhận kỳ vọng từ chủ tịch Florentino Perez về việc có thể phát huy hết khả năng của các nhân tố trẻ trong đội hình của Real Madrid. Chelsea vừa có một động thái rất đáng chú ý liên quan đến các vị trí quản lý. Cụ thể, trưởng phòng tuyển dụng của Brighton là ông Sam Zerwell đồng ý gia nhập The Blue trong thời gian tới. Đây là động thái đem đến niềm vui lớn cho các fan The Blue khi vị chuyên gia trên nhận được đánh giá cao về mặt chuyên môn. Được biết, vai trò của Sam Zerwell tại tập thể thành London sẽ liên quan đến việc lựa chọn và chiêu mộ những cầu thủ mới. Kylian Mbappe đang sắm vai trụ cột cả về chuyên môn cũng như biểu tượng hình ảnh của Paris Saint-Germain. Do vậy, khi thủ quân tuyển Pháp rời đi, thì nhà đương kim vô địch Ligue 1 đang muốn tìm những nhân tố khác có thể đại diện cho kế hoạch mà họ theo đuổi. Cụ thể, hai tài năng trẻ Xavi Simon cùng Warren Zaïre-Emery có thể trở thành gương mặt đại diện cho dự án mới của đại gia nước Pháp trong tương lai. Tất nhiên, hai cái tên vừa nêu vẫn còn rất nhiều điều phải chứng minh để tạo ra sức hút cũng như tầm ảnh hưởng như Kylian Mbappe. Dù từng giúp West Ham vô địch Europa Conference League mùa trước, nhưng chiếc ghế huấn luyện viên của ông thầy David Moyes lại đang lung lay dữ dội. Thậm chí truyền thông xứ sương mù còn sớm khoanh vùng ba cái tên tiềm năng đang được bố tạ cân nhắc thay tướng. Cụ thể, Julen Lopetegui, Steve Cooper và Graham Potter là những viên có thể kế nhiệm David Moyes nếu chiến lược gia kỳ cựu nhận trăm sa thải. Vào cuối tuần này thì vòng 26 của giải Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra với tâm điểm của sự chú ý là đại chiến giữa Arsenal và Newcastle. Tất nhiên trọng tài là vấn đề rất nhiều các cổ viên quan tâm nên ban tổ chức EPL đã sớm công bố danh tính của các cá nhân sẽ làm nhiệm vụ ở trận cầu vừa nêu. Cụ thể Paul Tierney bắt chính còn Peter Banks phụ trách phòng VAR. Trong bối cảnh các ông vua áo đen đã tạo ra khá nhiều tranh cãi thời gian vừa gần đây thì sức ép dành cho những cái tên vừa nêu là không nhỏ chút nào.
Như vậy là chúng ta đã cùng đi hết những cập nhật đáng chú ý của thế giới bóng đá trong 24 tiếng qua. Vào đêm nay thì các cuộc đấu tiếp theo vòng knockout Champions League sẽ tiếp tục diễn ra. Do đó kết quả của những đại chiến trên cùng nhiều cập nhật hấp dẫn khác sẽ có mặt trên các video thuộc hệ thống kênh Bình Luận Viên Anh Quân. Các bạn hãy chú ý đón xem, còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.